Xin chào tất cả mọi người. Đây nha, hôm nay là mình đang ở chỗ đại lý mua điều nha. Hiện tại là hôm nay mình không có mang mic được, đâm ra hơi ồn. Tại đại lý đang mua giá 27.000 là điều đẹp. Còn điều mà cao sản, mà điều bự, điều ghép á, là mua 27.500. Đây, hôm nay trời nắng rất là đẹp nha. Đây, em cập nhật tại đại lý luôn nha. Mấy ngày nay bận quá thì Hạt Điểm Phú Thịnh không có cập nhật trực tiếp lại cho mọi người. Đây, mình ra coi sân phơi cho mọi người xem. Đây là chậm cân. Điều này đang cắt thu hồi là được 28.529 nha. Là khô. Nói chung là đang rớt thu hồi. Còn có lô mà điều tươi cắt có thể là lên 27.528. Đây. Đây là đang ở bãi sân phơi điều nha. Bên mình là cái nguồn nguyên liệu là luôn có sẵn nha, vừa là đầu thu nguyên liệu và sản xuất nguyên liệu luôn. Đây. Năm nay là những cái đại lý lớn á, những đại lý lớn mua gần như một ngày chỉ được có 3 tới 5 tấn thôi. Hiện tại là điều cũng chưa rộ luôn. Giờ này năm ngoái thì những cái vườn lớn người ta đã mua được, những cái đại lý lớn người ta mua khoảng được một ngày là 20-30 tấn. Có đại lý lớn là lái buôn lớn á, người ta mua một ngày khoảng 50-100 tấn. Đây, còn nếu mà đổ xe luôn á, là những bốc xe từ những cái xe nhỏ á, là một ngày trung bình là 30-50 tấn. Là dự trù một cái đại lý lớn một ngày là trung bình để mà mua luôn tất cả là khoảng 200-250 tấn. Còn năm nay hiện tại thì đang lẹt đẹt vài hạt. Đây, trời hôm nay nắng rất là đẹp nha. Cái này á, phơi khoảng 4 ngày á, 4 ngày. Hiện tại thu hồi đang đạt nha, bắt đầu là trữ kho rất là nhiều. Cái này phơi 4 nắng. Trời nắng đẹp, đâm ra cái lượng điều nó đạt thu hồi. Hiện tại hao á, điều phơi từ tươi này ra khô nè, hao khoảng 10-12%. Mọi người hiện tại mà nếu mà giá mà mọi người cảm thấy được thì cứ bán tươi. Còn nếu mà giá xuống khoảng 22-23 mà điều còn đẹp á, thì mọi người phơi. Đây là cái lời khuyên của Hạt Điều Phú Thịnh. Trời nắng rất đẹp nha. Đây là một góc của sân phơi nhỏ, còn sân phơi lớn thì mình chưa qua được. Giá đại lý đang mua điều tươi là 27.000 nha. Năm nay là thu hồi thấp hơn mọi năm. Giờ các thu hồi tươi chỉ được 27-26. Tỷ lô có lô đạt nhất thì 28.500. Có lô cao điểm là 29. Đây, rất nắng, điều năm nay mất mùa. Nhiều người mua hiện tại một ngày cao điểm mua chỉ được 3-5 tấn thôi, không thể nào mà đạt qua cái mức như năm ngoái 2022. Tại vì sao? Điều nó chưa rộ. Đây, một sân phơi lớn, trời nắng rất đẹp. Mình hôm nay mình cập nhật giá là ngày mùng 6 nha. Ngày mùng 6 tháng 3 2023. Giá mua điều tươi là 27.000. Mọi người có thể kết nối với Hạt Điều Phú Thịnh nha. Hạt Điều Phú Thịnh là mình cập nhật cái giá cả hiện tại nay cho mọi người về điều tươi. Điều khô hiện tại là 33.000 là điều đẹp. Còn 32.000 là cắt theo thu hồi nha. Mọi người có thể kết nối với Hạt Điều Phú Thịnh. Hôm nay mình không có mang mic được. Đâm ra mình nói ở trong xưởng á, nó hơi ồn. Đâm ra mọi người thông cảm cho Hạt Điều Phú Thịnh nha. Rồi mọi người có thể đăng ký kênh để xem nhiều cái video về hạt điều tươi, giá hạt điều hiện nay. Hoặc là mọi người muốn mua hạt điều để bán hạt điều thành phẩm, giống như hạt điều răng muối, hạt điều tươi, có thể kết nối với Hạt Điều Phú Thịnh. Rồi Phú Thịnh xin kết thúc cái video tại đây. Chào mọi người, chúc mọi người một ngày làm việc thật là tốt lành.